Cùng quay lại với trận thi đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là hai đội bóng thuộc khuôn khổ bảng B, cuộc đối đầu giữa FC Cầu Quản và FC Đại Phát. Giữa Đại Phát và Cầu Quản, hiệp một trận đấu đã được bắt đầu rồi. Một trận đấu mà giới chuyên môn đánh giá là cân bằng. Đại Phát là tân binh của mùa giải năm nay và là nhà đương kim vô địch của Như Thanh Open Cup. Tiếp tục sẽ có tình huống đá phạt góc tiếp theo dành cho Đại Phát. Đây sẽ là cơ hội. Kịp không? Luôn tìm ra được những khoảng trống để tung ra được những cú dứt điểm. Đó là số 7 bên phía đội bóng FC Đại Phát. Và vừa rồi, khi chúng tôi vừa nhắc tên số 7 thì ngay lập tức Trường Đen đã trừng phạt sai lầm bên phía đội bóng FC Cầu Quản. Một tình huống sai lầm khá ngớ ngẩn bên phía đội bóng Cầu Quản. Hàng phòng ngự của Cầu Quản đã chệch choạc trong tình huống này. Tình huống truyền về quá nhẹ của số 29 bên phía đội bóng Cầu Quản. Đó là Nam Vũ và Trường Đen đã chơi cơ hội cực nhanh và trừng phạt sai lầm đó bằng một bàn thắng. 1-0 dành cho FC Đại Phát. Quá hay. Khi chúng tôi nhắc đến Trường Đen rất nhiều những phút trước đó, Quang Huy đã tung ra một cú sút cũng rất căng rồi. Đây sẽ là cơ một đều. Văn Tuấn là người tung người đánh đầu trong tình huống vừa rồi. Một tình huống đánh đầu quá căng của Văn Tuấn và thủ thành Sơn Cù Bà đã bị đánh bại hoàn toàn. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Tình huống chạy chỗ, lui ra phía sau, chọn vị trí cực kỳ đẳng cấp đến từ Văn Tuấn. Và sau đó, Sơn Cù Bà đã bị đánh bại. Không thể cản phá được tình huống lắc đầu như vừa rồi. Đơn giản thôi, bởi vì quá hiểm, quá nhanh, quá căng đến từ cái đầu của Văn Tuấn. Một đều. Một thế trận đang tạo ra cho bình luận viên Trọng Đạt một sự hứng khởi rất lớn. Bàn thắng thứ hai dành cho FC Đại Phát. Đại Phát, đó là Bùi Nhật Linh. Một tình huống sút xa của Bùi Nhật Linh. Và một lần nữa, thủ thành Duy Tường bên phía đội bóng FC Cầu Quan phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Dường như bóng đã chạm đầu trung vệ bên phía đội bóng Cầu Quan đi lệch hướng. Và sau đó thì Duy Tường đã đứng hình. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Chính xác là như vậy, bóng đã chạm đầu. Thì bóng anh em họ đã vượt qua được Hoàng Giang với tỷ số là 5-2. Đây sẽ là cơ hội. Huy Tường đã có một tình huống đổ người xuất sắc. Điều chuyển. Cú sút. Tình huống sút bóng là của Điền Lít của đội bóng FC Đại Phát là rất cơ bản. Đây sẽ là lên bóng dành cho Cầu Quan. Sơn Cù Bà đã bị đánh bại. Và vừa rồi là Văn Tuấn với một cú sút từ rất xa. Một tình huống sút bóng của Văn Tuấn đã làm bất ngờ Sơn Cù Bà. Và Sơn Cù Bà đã bị đánh bại. Tình huống sút bóng đập đất, chính xác là Hiếu Đu. Không phải Văn Tuấn mà là Hiếu Đu. Hiếu Đu đã tung ra một cú sút từ rất xa, bóng đập đất cực kỳ khó chịu. Số 23 bên phía đội bóng FC Cầu Quan đã tỏa sáng trong tình huống vừa rồi. Sân trơn bóng ướt và bóng đã chuội đi rất nhanh trong tình huống mà Hiếu Đu đã lập công. Ba cầu thủ bên phía đội bóng Đại Phát. Đây là Cường Đen. Tình huống sút bóng từ rất xa của Trường Đen. Trọng Đức. Tình huống phát dài của Trọng Đức. Đây sẽ là cơ hội. Không bao. Đó là Dũng Em. Vâng, xin chào anh Lê Thắng. Đây sẽ là cơ hội. Không bao. Với những cú sút sấm sét. Những tình huống. Đây là cơ hội dành cho Cầu Quan. 3-2.
thay, ngay khi đội bóng FC Đại Phát có cơ hội dứt điểm thì sau đó cầu quan đã có một lời đáp trả. Hiếu Đu, cú đúp của Hiếu Đu rồi. Một cú đúp của Hiếu Đu. Một tình huống chớp cơ hội rất nhanh của Hiếu Đu. Thủ thành bên phía đội bóng FC Đại Phát đã ra xa khung thành, Sơn Cuba đã rời xa khung thành và sau đó anh đã phải vào lưới nhặt bóng rồi. Bóng chạm ngực Hiếu Đu và bật lại. Và sau đó Hiếu Đu đã có một cơ hội rất lớn. Sẽ làm được chuyền, cú sút chìm và bóng đã đi không chính xác. Vẫn còn cơ hội dành cho họ. Được chuyền vào. Liệu có penalty hay không? Chúng ta cùng chờ đợi quyết định của trọng tài Duy Đồng. Và trọng tài Duy Đồng đã chỉ tay vào chấm phạt penalty rồi. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định của trọng tài chính Duy Đồng sẽ được đưa ra trong vòng tích tắc nữa thôi. Rất có thể sẽ là một tình huống đá bèn. Chính xác là như vậy. Một tình huống bèn, penalty dành cho đội bóng FC Đại Phát. Trọng Đức vào. Không có một cơ hội cản phá nào dành cho Duy Tường ở tình huống vừa rồi. Như chúng tôi đã nói trước đó, Trọng Đức là một cầu thủ rất cá tính và anh có những tình huống sút penalty rất chính xác và vừa rồi cũng không ngoài dự đoán của bình luận viên Trọng Đạt. Một tình huống sườn lòng rất hay đến từ Trọng Đức và Duy Tường phải vào lưới nhặt bóng. Và liệu rằng ở trong pha bóng lần này thì các cầu thủ bên phía Đại Phát họ có thể tạo dựng ra được cho mình một cơ hội hay không? Đưa bóng vào phía trong, ra chân, không vào. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng Đại Phát. Kiếm được bàn thắng, ấn định chiến thắng của mình ở trong trận đấu này. Một tình huống chạm bóng vào đánh đầu. Tiếp tục là một tình huống chạm bóng cuối cùng đến từ cầu thủ áo số 23 bên phía đội bóng áo vàng. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của hai trọng tài chính được vang lên. Một cuộc đối đầu phải chia điểm với cả hai đội bóng FC Cầu Quan và các đội bên phía Đại Phát. Và tỷ số chung cuộc ở trong trận đấu này đó là 3 đều. Một gương mặt đầy tiếc nuối ấy của Hiếu Đủ ở trong pha bóng cuối cùng mà anh có được cơ hội đối đầu với thủ môn bên phía đội bóng FC Đại Phát. Nhưng đáng tiếc đó lại là một tình huống dứt điểm lên trời của cầu thủ áo số 23 này.